Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thông tin mới vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong khi đi dự tiệc sinh nhật. Ngày 11 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; và Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàng Kiếm. Cùng về tội giết người, ba bị can nêu trên liên quan đến vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong khi đi dự tiệc sinh nhật. Ngoài khởi tố ba bị can nêu trên, Công an thành phố Hà Nội cũng bắt giữ thêm một số nghi phạm liên quan để điều tra hành vi che giấu tội phạm. Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị TQH, sinh năm 2002, trú quận Hoàng Kiếm, cùng một số bạn dự lễ sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang và Đinh Xuân Sáng cùng đến để chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, 34 tuổi, trú tại quận Hoàng Kiếm, rủ đi đánh nhóm chị H. Cả ba mang theo súng bắn đạn bi rồi lên xe ô tô quay lại quận Long Biên. Gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, xong nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên thì gặp xe máy chở chị H. Bị can 40 tuổi dùng súng bắn người nam giới, xong viên đạn đã trúng tay, xuyên vào chỗ hiểm vùng ngực nữ nạn nhân 22 tuổi. Chị H bị trúng đạn, được người dân đưa vào bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội cấp cứu, xong đã tử vong. Sau khi gây ra vụ việc, Sáng cùng hai đồng phạm điều khiển xe bỏ trốn. Đến tối ngày 3 tháng 7, công an bắt giữ Vũ Thành Quang, còn Đạt ra đầu thú. Đến 0 giờ ngày 10 tháng 7, Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bị công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ. Khi bắt giữ Sáng đang ở tỉnh An Giang, trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Về nguyên nhân dẫn tới vụ án, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, khi đang chơi tại nhà người bạn ở tổ 3, phường Thượng Thanh, Sáng nghe có người trêu chọc về cái đầu trọc của hắn nên bực tức. Sau khi rời khỏi cuộc vui, Sáng và Quang kể cho Đạt bị trêu bởi cái đầu trọc. Cả ba lái ô tô đi tìm nhóm chị H rồi gây ra vụ án. Sự kiện này phản ánh một vấn đề nghiêm trọng về an ninh và trật tự công cộng trong các buổi tiệc tại các thành phố lớn như Hà Nội. Những vụ xung đột có sử dụng vũ khí như súng gây ra sự lo ngại về mối đe dọa đến an toàn cộng đồng và văn hóa ứng xử trong các hoạt động xã hội. Việc sử dụng súng trong vụ việc là một biện pháp cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người thân và xã hội nói chung. Lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng, phong tỏa hiện trường và triệu tập các nhân chứng, những người liên quan để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án. Việc này cho thấy sự nghiêm túc và quyết liệt trong xử lý các vụ việc có liên quan đến vũ khí và bạo lực. Nó cũng làm nổi bật vấn đề của việc kiểm soát vũ khí và giám sát các hoạt động xã hội để ngăn chặn những biến cố bất ngờ như vụ việc này. Nghi án chồng khóa trái cửa đâm vợ tử vong. Ngày 7 tháng 7, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người bị đâm tử vong, một người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 7 tại thôn Đồng Tiến, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn. Thời điểm trên, vợ chồng ông NXD, sinh năm 1979 và vợ tên H, sinh năm 1990, ngụ địa chỉ trên, xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát đánh nhau. Lúc này, người chồng đã khóa trái cửa nên các con đã gọi hàng xóm tới phá cửa vào trong thì phát hiện người vợ đã bị đâm chết, người chồng bị thương. Khi phát hiện sự việc, người dân đưa cả hai vợ chồng tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người vợ đã tử vong trước đó, còn người chồng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, tối 1 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong bất thường bên trong một căn nhà trên địa bàn xã Suối Cát. Vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà gần cầu Suối Cát thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Nghi có sự chẳng lành, người dân trình báo công an địa phương. Ít phút sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Do ngôi nhà khóa trái cửa, cảnh sát phải phá cửa để vào bên trong. Qua kiểm tra, công an phát hiện tại phòng ngủ có một người đàn ông và một phụ nữ, cả hai đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông DTG, sinh năm 1979, và bà NTBL, sinh năm 1974, cùng quê Bình Thuận.
Trước đó vào ngày 29 tháng 5, sau mâu thuẫn chuyện tình cảm, một đối tượng đã tiến tận phòng trọ ở thành phố Biên Hòa, đâm tình địch tử vong. Tối 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an thành phố Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình. Theo thông tin ban đầu, 10 năm trước, Lê Ngọc Tiến sống như vợ chồng với chị Trần Hoàng Trinh, 33 tuổi, thường trú tại khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu và có với nhau một người con trai 10 tuổi. Cả hai cùng thuê trọ ở tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa và mới chuyển sang thuê trọ tại khu phố 1, phường An Bình. Gần một tháng trở lại đây, Tiến nghi ngờ chị Trinh có qua lại với anh Trờ Mờ Nhờ, sinh năm 1995, quê Kiên Giang nên ghen tuông. Tiến đã điện thoại cho Nhờ và đe dọa sẽ sát hại Nhờ. Chiều 29 tháng 5, Tiến phát hiện Trinh và Nhờ về phòng trọ của Nhờ tại khu phố 3, phường An Bình nên Tiến đi theo tới tận phòng. Tại đây, Tiến dùng con dao mang theo đâm, cứa cổ Nhờ tử vong. Gây án xong, Tiến tới công an phường đầu thú. Cũng tại Đồng Nai, vào ngày 27 tháng 4, một vụ án súng động xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang được Công an tỉnh điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm một phụ nữ tử vong. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thời gian qua, người thân chị Ngờ, 37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa đã đăng tải trên mạng xã hội tìm kiếm chị. Chị Ngờ mất tích sau khi rời khỏi nhà vào trưa 13 tháng 4 trên đoạn đường từ phường Bình Đa tới phường Trung Dũng. Tiếp đó, phía gia đình đã đến cơ quan công an trình báo việc chị Ngờ mất tích. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã giả soát, xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định nghi can liên quan đến việc mất tích của chị Ngờ và mời lên làm việc. Người phụ nữ bị sát hại, thi thể bị phân xác phi tang tại nhiều nơi để che giấu hành vi phạm tội. Phía cơ quan chức năng đã tìm thấy những phần thi thể nạn nhân. Lời khai rùng rợn của nghi phạm gây án mạng ở Cà Mau. Tối mùng 4 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, thừa nhận thực hiện hành vi giết người. 3 người tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm án được xác định là ông PVS, 69 tuổi, chị PLK, 38 tuổi, con gái ông S, hiện đang mang thai, và bà TTP, 68 tuổi, vợ ông S. Lý do gây ra vụ thảm án được Khoa khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình khi sống chung với cha mẹ vợ. Đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ, tử vong, rồi dùng hung khí sát hại cha vợ. Khoa còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ, đối tượng đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Người phát hiện ra sự việc là chị PTV, con gái vợ chồng ông S và bà P. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị PTV từ thành phố Cà Mau về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú. Sau nhiều lần điện thoại mà không có ai nhấc máy, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị PTV đã về nhà cha mẹ để kiểm tra. Sau khi nhờ hàng xóm phá cửa, chị V cùng mọi người phát hiện ông S và con gái đang mang thai là chị K, 38 tuổi tử vong trong phòng ngủ, còn bà TTP tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phan Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định các nạn nhân tử vong nhiều ngày trước đó. Tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra ghi nhận được thông tin nạn nhân thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, nổi lên một đối tượng nghi vấn, đó là Bùi Vũ Khoa. Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị PLK, 38 tuổi là con gái cũng bị giết cùng với cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện sự việc, Khoa không có mặt tại địa phương. Từ thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, cơ quan công an điều tra cảnh sát Cà Mau khẳng định Bùi Vũ Khoa là nghi phạm chính của vụ thảm án. Ngay lập tức, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm. Quá trình truy vết nghi phạm, một tổ công tác đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 69L1-4152. Đây là chiếc xe của gia đình nạn nhân đang chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Ngay lập tức, các trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.